Còn cái này nữa chị giặt cho cẩn thận vào. Tối tôi còn mặc đi ba đấy. Còn mấy cái quần áo giặt mãi không xong. Hay là chị lại định sờ định mò để trốn việc nhà đấy hả? Nếu thế thì tự em giặt đi. Từ hôm qua đến giờ chị giặt mấy chậu quần áo của em rồi. Mà không ấy thì em cho vào máy giặt cho nó nhanh. Chị. Mẹ. Mẹ. Ra mà xem chị Ngọc chị bắt nó làm việc nhà đây này. Cái con danh con này. Cái loại như mày ấy mà. Có quyền gì mà lên tiếng cái nhà này chứ hả? Tao nói cho mày biết nhá. Mày mà không muốn giặt quần áo gì, thế thì mang cái trinh tiết của mày, cái trong trắng của mày giả lên đây cho tao. Mẹ. Vợ, em đi giận. Cô ấy là vợ của con, là người trong cái nhà này. Tại sao lại không còn tiếng nói ạ? Mẹ và em quá đáng nó vừa vừa thôi chứ. Làm cái gì mà căng? Suốt ngày anh chỉ biết bênh vợ thôi. Vợ á? Vợ gì cái loại lăng loàn không còn trong trắng như thế này. Cái loại này không những không có tiếng nói trong gia đình mà đi ra ngoài xã hội ấy, người ta cũng khinh. Này con bỏ nó đi. Mẹ sẽ cưới cho con một cô vợ mới, vừa ngoan vừa hiền mà lại còn trong trắng cơ. Mẹ lấy vợ cho con hay là lấy một ô xin về để hầu hạ phục vụ gia đình này, để cho mẹ và con chị ăn chung mặc sướng, không phải làm gì cả. Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho mày thôi mà. Tốt cho con á? Vậy mà con chưa thấy cái gì tốt cho con cả. Vào đi em. Mẹ. Sao mẹ và em đã đứng đây rồi ạ? Dạ, cháu chào bác ạ. Cháu là Ngọc, là người yêu của anh Cường ạ. Còn em chắc là Trinh đúng không? Em xinh hơn trong ảnh đấy. Đương nhiên, em ở ngoài phải gặp thì mới thấy được hết vẻ đẹp của em. Chứ còn vẻ đẹp của em mà nghe qua mồm người khác thì không lột tả được hết. Đâu. Cháu ý, lọt vào được mắt vàng của thằng Cường nhà bác, chắc là phải có nhiều phẩm chất tốt lắm nhỉ. Nhưng mà có lọt qua được mắt xanh của bác hay không thì còn phải chờ nữa. Trinh. Ui. Không được mẹ ơi. Ngắn, quá ngắn. Ngắn hơn đầu gối em 10 phân. Không chấp nhận được. Cháu ăn mặc mát mẻ như thế này ấy, thèm gì thằng Cường nhà bác nó. À mà thôi, bác nói thẳng nhá, ở nhà bác ấy là không chấp nhận ăn mặc cái kiểu cút cơn như thế này đâu. Đúng. Cho nên là cháu đi về thay quần áo dài vào, rồi đến đây nói chuyện tiếp. Ơ kìa mẹ, sao phải về chỉ vì một chiếc váy ạ? Con thấy cũng bình thường mà. Chính con là người bảo Ngọc mặc chiếc váy rồi đấy. Đàn ông ấy thường thích phụ nữ ăn mặc mát mẻ thì cũng đúng thôi. Nhưng anh làm như thế là đang chiều ưu chị đấy. Nhớ sau này nhá, chị là vợ anh, rồi đi ra ngoài kia bàn dân thiên hạ, bao nhiêu cặp bắt người ta nhìn vào như thế là không được đâu. Mẹ làm như thế là cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Thôi không sao đâu ạ. Nhà em cũng gần đây, anh đợi em về thay đồ xong rồi mình quay lại. Cô đi về một mình đi. Trời nắng trời mưa như thế này mà cô bắt thằng bé nó đi cùng với cô à? Đây chìa khóa xe máy đây, về thay quần áo dài đi rồi đến đây nói chuyện tiếp. Ơ kìa mẹ. Thôi không sao đâu, em tự đi được mà. Anh cứ vào trong nhà trước đi. Thôi được rồi, em đi cẩn thận nhá. Cháu xin phép ạ. Ừ. Chê nha. Thôi thì cũng tạm chấp nhận được. Ngồi xuống đi em. Nhưng mà về làm con dâu nhà này ấy, ít nhất phải thuộc bộ quy tắc ứng xử của gia đình, gồm có 5 điều. Điều thứ nhất là con dâu ấy là phải phục vụ tất cả những người trong nhà chồng từ A đến Á, từ mẹ chồng này, em chồng này. Thứ hai là không được tham gia bất cứ cái việc gì của gia đình nhà chồng, vì con dâu ấy là người ngoài. Thứ ba là không được cãi lại lời những người trong gia đình nhà chồng. Thứ tư là con dâu thì mẹ chồng luôn đúng. Thứ năm, nếu mẹ chồng có sai ấy, thì xem lại điều thứ tư. Chị Ngọc ấy là sướng nhất đây nha. Để bước chân được vào nhà này làm dâu ấy, chắc hẳn chị Ngọc phải là người xuất sắc lắm đấy. Cái gì mà sướng? Cái gì mà xuất sắc? Hả? Mà tại sao con dâu lại là người ngoài? Tại sao phải nghe theo tất cả những lời của mẹ chồng? Lại phải cung phụng tất cả nhà chồng ạ? Ngọc, cháu thấy những cái bộ quy tắc này ấy, có cái gì không phải không? Dạ không ạ. Tại sao
em lại đồng ý hết với những điều kiện vô lý như vậy của mẹ anh hả? Bởi vì em yêu anh, em muốn làm vợ của anh. Em muốn em được mọi người yêu quý. Anh yên tâm đi, em giỏi chiều người lớn lắm, không sao đâu. Anh làm khó em thôi. Anh đừng lo gì cả, đừng vì em mà làm mất hòa khí của gia đình nhá. Dạ. Ba ơi, cháu làm được ạ. Tốt, chúc mừng con đã trở thành thành viên của gia đình chúng ta. Cuối cùng thì sau bao nhiêu sóng gió, chúng mình cũng được ở bên nhau rồi. Từ bây giờ nhá, có bất cứ chuyện gì khó khăn, em đều phải nói với anh nghe chưa? Anh sẽ đồng hành cùng em qua mọi khó khăn trong tương lai nhá. Vâng ạ. Còn bây giờ vợ chồng mình đi ngủ nhá. Chuyện phòng con làm gì đấy ạ? Mẹ... Bây giờ mới 4 giờ sáng thôi. Hai người làm gì đấy ạ? Ôi trời ơi. Trời ơi, cái thân già này bị chúng nó đánh cho đau hết cả xương cốt rồi. Rồi tại mẹ, tự dưng rủ con vào đây mò mẫm làm cái gì? Anh Cường nhá, anh đánh em mới bị đau rồi đấy, xít thì gãy mũi em rồi. Đến em đi. Thì rốt cuộc là hai người vào phòng vợ chồng con có việc gì ạ? Thì mẹ vào đây để kiểm tra. Không thấy gì cả, sạch sẽ tinh tươm lắm. Mẹ ơi, mẹ tìm gì thế ạ? Ôi mẹ, sao mẹ đánh vợ con? Em có sao không? Em không sao ạ. Mẹ ơi, nếu con có làm gì sai, mẹ chỉ bảo cho con với ạ, chứ mẹ đừng làm như thế ạ. Cái loại đàn bà như cô mà ăn một cái tát ấy cũng còn nhẹ. Nhẹ ra ấy là phải cạo đầu bôi vôi rồi thả trôi sông thì mới hả cái dạ của tôi. Đúng. Cô, tôi hỏi cô nhá. Cô đã trao cái ngàn vàng cho thằng nào rồi? Rồi cô về đây cô lừa con trai tôi. Cô làm gì còn trong trắng hả? Cô đến nhà tôi, cô giả vờ ngoan hiền lễ phép để lừa tôi chứ gì? Mẹ, mẹ nói cái gì thế ạ? Này, anh ngốc thật hay là ngốc giả vờ đấy? Chị ta ấy đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi, mới đến lượt anh hưởng sái thôi. Nô nguyên chất. Cô cút ra khỏi nhà tôi đi. Tôi không có lại con dâu như cô. Lăng loàn, đê tiện, dễ dãi. Cô cút ra khỏi nhà tôi đi. Mẹ, con còn chưa nói gì thì thôi. Tại sao mẹ phải làm quá lên như vậy ạ? Cái gọi là trinh tiết ấy, nó không đánh giá con người Ngọc là người như thế nào. Ngọc là người thế nào, con là người hiểu rõ nhất. Con chấp nhận và yêu thương cô ấy không phải là vì trinh tiết, mẹ hiểu không? Rồi ơi là rồi, con ơi là con. Cái thằng quý tử của mẹ, nó cho mày ăn cái bổ bê thuốc lú gì ấy, nó tẩy não thằng bé. Trời ơi con ơi, nó là hồ ly tinh đấy. Cô cho con tôi ăn bổ bê thuốc lú gì hả? Mẹ ơi không ạ, con không làm những chuyện như thế đâu ạ. Mẹ, mày cút ra khỏi nhà tao mày. Tao không có cái loại con dâu ấy lăng loàn, chắc nết rồi dễ dãi như mày. Cút đi. Con này Cường, Cường ơi, mình con làm này. Cái gì thế hả? Mẹ, nếu Ngọc đi ra khỏi nhà này, con sẽ đi theo cô ấy. Mẹ lựa chọn đi. Thôi, mẹ ra đây con bà. Bây giờ ấy, gạo đã nấu thành cơm rồi. Mẹ mà làm căng quá hay đuổi chị ta đi, hoặc là bắt chị ta ly dị với anh Cường là không được đâu. Nhỡ đâu người ta đồn là anh Cường có vấn đề về sinh lý, hoặc bảo anh Cường nhà mình bê đê thì sao? Mà bà nào độc mồm độc miệng hơn nhá, lại bảo anh Cường nhà mình một đời vợ rồi, làm sao sau này lấy được vợ mới. Ừ, cũng đúng. Bây giờ nếu mà thằng Cường nó không lấy được vợ thì mẹ phải làm sao? Đơn giản, mẹ chỉ cần nhịn chị ta một thời gian thôi, sau đấy mẹ con mình cho chị ta ăn hành. Con đảm bảo nhá, bà này không chịu được một tuần đâu. Được rồi, sẽ làm như thế. Và thằng Cường nó cũng sẽ không thể trách mẹ được. Mẹ đồng ý cho vợ con ở lại đây, nhưng mẹ vẫn chứng nào tật đấy, 5 lần 7 lượt làm khó vợ con. Ai làm khó vợ con ấy, tức là đang làm khó với con đấy ạ. Này,
Anh lớn tiếng với ai đấy hả? Anh là người ở cái nhà này, sao suốt ngày đi bên người ngoài thế? Mày thôi đi ngay. Mày thử đặt vị trí của mày vào xem. Nếu như mày có một người mẹ chồng và em chồng hách dịch, hết kiểm tra chi tiết, bắt phục vụ cả nhà chồng từ A đến Z, rồi không được sống yên ổn nữa, xem mày có chịu nổi không? Thì lấy chồng phải chọn cả mẹ chồng chứ. Nếu như vậy ấy, chẳng ai dám lấy anh mày cả. Con, mẹ nên xem lại mẹ và cách dạy con Trinh đi ạ. Nó ấy, chưa bằng một phần của vợ con đâu. Con gái con đứa gì mà không có công ăn việc làm, việc nhà thì không biết làm được cái gì cả, chỉ biết ăn bám thôi. Nay cặp với thằng này, mai cặp với thằng khác. Con hỏi mẹ nhá, nếu nó là con dâu của mẹ, mẹ có chấm cho nó được điểm nào không ạ? Thì cái Trinh ý, số nó sau này lấy đại gia thì cần gì phải biết làm. Đúng. Với lại yêu nhiều một tí cho nó dễ chọn lựa được anh nào tốt nhất thôi mà. Đại gia ấy, chẳng thằng nào lấy cái loại phá hoại như nó về làm vợ đâu mẹ. Mẹ cứ ngồi đấy mà ôm vào, rồi hầu hạ cung phụng nó đến hết đời ấy. Còn bọn con chịu thôi. Con Ngọc là vợ của con, ai làm khó cô ấy tức là gây sự với con đấy mẹ ạ. Mình đi thôi em. Này con, này chị không giặt áo cho con thì ai giặt hả? Mẹ, chị ta không giặt cho con thì mẹ giặt cho con đi. Hay là để cho con kiếm mua đồ mới cũng được. Rời ạ, con này, con rời đánh này, tao phải làm gì với mày bây giờ đấy? Mẹ thôi đi, mẹ không giặt cho con thì tối con lấy cái gì mặc đi ba? Suốt ngày kêu mệt chết đi được, giặt đi còn gì nữa. Ôi dồi ôi, còn một cái. Mẹ thấy đỡ hơn chưa mẹ? Mẹ nhẹ hơn rất nhiều rồi. Mẹ có tuổi rồi, mẹ phải giữ gìn sức khỏe đấy. À, con có mua cho mẹ thuốc bổ với cả là sữa. Lát nữa người ta giao đến rồi, mẹ nhớ phải uống đầy đủ đấy nhá. Ôi giời ơi, bệnh tuổi già ấy mà, con cứ bày vẽ làm gì cho tốn kém ra. Mà các con ấy là phải rất tiết kiệm để còn lo cho các cháu nữa chứ. Rồi ạ, cái khoản đấy bọn con lo được, mẹ không phải lo đâu. Để con ra mở cửa. Linh đây à? Em bị làm sao đấy? Con hả? Mẹ ơi, con sắp chết rồi. Cái con này chỉ được cái nói vở thôi, thì có chuyện gì nói đi xem nào. Con bị bệnh ung thư mẹ ạ. Bác sĩ chuẩn đoán là con chỉ còn được sống 6 tháng nữa thôi. Nếu không cứu chữa kịp thời, con không qua khỏi được đâu. Cái gì? Ung thư á? Không, không thể, không thể nào. Vì mẹ thấy con đang sức khỏe mạnh cơ mà. Con cũng không biết nữa. Hôm trước con bị ốm nên con đi bệnh viện khám. Ai ngờ bác sĩ lại chuẩn đoán là con bị bệnh ung thư giai đoạn 3. Nhưng mà vẫn có thể cứu chữa được mẹ. Hy vọng phần trăm sống là 50%. Thế chú Tuấn đâu? Chú ấy biết chuyện này chưa? Chị đừng có nhắc đến hắn ta nữa. Nó lại làm sao? Hôm trước khi con biết tin, con liền báo ngay cho anh ấy. Nhưng mà ai ngờ anh lại còn hắt hủi con, rồi còn đòi ly hôn với con nữa mẹ ạ. Sao lại có cái thể loại chồng như thế nhở? Thôi được rồi, rượu, con đi xuống dưới bếp nấu cho em ăn cái gì đi. À, tiện thể con dọn luôn cái phòng nhá, để em ăn xong em lên em nghỉ. Vâng ạ. À, em bị bệnh thì có kiêng gì không ạ? Em sắp chết đến nơi rồi, còn kiêng cữ cái gì nữa hả chị? Thôi đi đi con. Vâng ạ. Bình tĩnh nghe mẹ nói này. Không sao đâu con ạ. Con cứ bình tĩnh rồi sẽ chữa khỏi mà. Mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ nhất định mẹ phải cứu con nhá. Ừ, mẹ sẽ cứu con. Con chỉ việc dưỡng bệnh thôi, con cứ để mọi việc mẹ lo. Con ơi, con cứ bình tĩnh nghe mẹ nói này. Mẹ cũng biết một vài người bị bệnh như con. Để mẹ hỏi xem là họ chữa bệnh bằng cách nào con nhá. Thôi, không cần đâu mẹ ạ. Thực ra thì cơ địa mỗi người mỗi khác, thế nên là phương pháp chữa bệnh cũng khác. Bác sĩ bảo là nếu cần xạ trị để chữa bệnh
thì phải tốn ít nhất là 500 triệu đấy mẹ ạ. Cái gì? Những 500 triệu á? Dạ vâng. Nếu mà không được như thế thì cũng không còn cách nào khác đâu mẹ ạ. Mẹ ơi, hay là mẹ nhờ anh chị giúp con, mẹ vay tiền anh chị đi, chứ mẹ cũng đâu làm gì có tiền ạ. Nhưng mà anh chị vừa trả nợ xong cho ngôi nhà này, bây giờ mẹ mở lời ra, mẹ sợ... Thì chả phải anh chị còn căn nhà này hay sao? Mẹ nói với anh chị giúp con là cầm cố căn nhà này đi. Đến khi nào con chữa bệnh xong, con khỏi bệnh, con sẽ đi làm để trả lại mà. Cầm cố à? Ừ nhỉ? Sao mẹ lại không nghĩ ra nhỉ? Thôi được rồi, thế con cứ bình tĩnh nhá. Để đợi anh về mẹ sẽ nói chuyện với anh. Dạ. Cô nên làm gì? Con đi làm về rồi đấy à? Ngồi xuống đây. Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Nó có ra chuyện gì hả mẹ? Kể con, chưa chi con đã nóng tính như thế. Thế chả phải nó gây ra quá nhiều chuyện, mẹ không nhớ à? Thì đấy là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ em nó đang rất cần sự giúp đỡ của con ạ. Nó cần bao nhiêu? Mẹ nói đi. Khoảng 500 triệu. Cái gì? 500 triệu? Con làm gì có số tiền lớn như thế? Thì con cứ bình tĩnh ngồi xuống đây nghe mẹ nói đã. Em nó phải cần dùng số tiền nhiều như thế vì nó bị ung thư con ạ. Con không còn nhiều tiền thế mẹ ạ. Con vừa giả nợ ngôi nhà này mà. Thì mẹ cũng biết là như thế. Hay con cầm cố tạm một thời gian thôi, lấy tiền cho em nó chữa bệnh rồi mình tính tiếp con ạ. Mẹ lúc nào cũng chiều chuộng nó. Thế mẹ đã xác nhận là nó bị bệnh thật hay chưa? Con ơi, ai lại đem chuyện này ra để đùa à con? Mà khi chồng nó biết nó bị bệnh, đã đòi ly hôn nó đấy con ạ. Cái gì mà ly hôn? Vợ chồng nó vừa đi du lịch sang chảnh ở khách sạn 5 sao. Mẹ bảo ly hôn thế nào? À thôi mẹ ơi, hay là nếu mà anh đã không có thì mẹ đừng có ép anh, kiểu lại mất hòa khí gia đình đấy mẹ ạ. Đấy, em nó còn nghĩ được cho con. Nhưng thử hỏi, đã bao giờ con nghĩ cho em chưa? Nó là em ruột của con đấy con ạ. Chính vì nó là em ruột của con nên con không thể nhân nhượng nó mãi được mẹ ạ. Con chào mẹ. Anh về từ lúc nào đấy ạ? Cây Linh sang đây từ khi nào? Em không nói cho anh biết. Chuyện này thì do anh đi công tác nên là em không tiện nói. Thế còn chuyện cái Linh bị bệnh, mẹ muốn cầm cố nhà này em biết chưa? Chuyện cái Linh bị bệnh thì em biết, nhưng mà chuyện cầm cố căn nhà thì... Là ý của mẹ con ạ. Mẹ xin các con, mẹ xin các con hãy cứu lấy em chỉ một lần này thôi. Mẹ ơi, mẹ đứng lên đi ạ. Để con thuyết phục anh ấy, mẹ cứ đứng lên đi đã. Anh này, em nghĩ là cái Linh thật sự cần số tiền này. Bây giờ cứ người là trên hết mà, mình cứ cầm cố căn nhà đi rồi làm lại cũng được. Ngôi nhà này là mồ hôi nước mắt vợ chồng mình. Em muốn cầm cố là cầm cố được à? Thì em gái của anh cũng như là em gái của em thôi. Đâu có ai muốn xảy ra chuyện như thế này đâu. Thôi bây giờ mình cứ giúp được cái gì thì mình giúp anh ạ. Thôi rồi, đấy là ý của em, anh chiều em. Nhưng sau này có chuyện gì xảy ra ấy, em đừng hối hận nhá. Chị ơi, em cảm ơn chị nhiều nhá. Chuyện cần làm thôi mà. Với cả là em đừng suy nghĩ nhiều nhá, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Dạ vâng ạ. Con dâu, mẹ cảm ơn con rất nhiều. Không có gì đâu mẹ ạ. Mẹ ơi, con có tin vui. Có khách rồi, con nói đi xem nào. Con tìm được thầy chữa bệnh cho cái Linh rồi. Thầy á? Nhưng địa chỉ có tin cậy không? Có mà mẹ, người thân con ở dưới quê ấy, bị y hệt cái Linh luôn. Bệnh viện trả về thế mà thầy lại trước hỏi đấy mẹ ạ. Phước chủ may thầy, dù là 1% nhỏ thôi mình cũng phải thử chút. Thế thì tốt quá rồi, để mẹ lên mẹ báo cho em nhé. Vâng ạ. Em vừa nghe tin được bác cả ở dưới quê bị bệnh giống Linh mà được thầy chữa khỏi đấy anh ạ. Em vừa báo với mẹ rồi, để tìm thầy chữa luôn. Thế cũng được. Còn đây là giấy tờ cầm cố nhà. Anh với em ký là xong.
bữa nay nhá. Ơ kìa, sao lại cảm ơn? Cái Linh là em gái của anh, em giúp anh thay đổi quyết định, anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. Đi ra khỏi đây, đi. Con mất giày này, con nào lấy con này, con mất giày này. Mày là đồ khốn nạn. Có chuyện gì vậy mẹ? Anh yên tâm đi, một kế hoạch hoàn mỹ luôn. Em mà đã diễn thì chỉ có xuất sắc trở lên thôi. Em làm thế nào thì làm, lăn lóc, đau đớn quằn quại vào, cho vợ chồng nó rót tiền cho nhanh. Cuộc xã hội đen sắp đến tìm đến anh rồi này. Thì em vẫn đang cố diễn xuất sắc có thể đây. Em chỉ còn đợi anh ta cầm cố nốt ngôi nhà này, rồi em sẽ cầm tiền để cao chạy xa bay luôn. Khiếp, mới có vài ngày diễn làm vai bệnh nhân sắp rụng thôi, mà em cảm giác em sắp rụng thật luôn rồi đây này. Cái gì? Hả? Con mất dạy này, mày muốn rụng cái gì? Hả? Tao cho mày rụng luôn một thể nhá. Mày biến ra khỏi nhà tao, mày dám lừa tao, lừa cả cái nhà này à? Mày biến ngay khỏi đây. Không mẹ ơi, mẹ nghe con giải thích đã. Chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Tao không cần nghe giải thích gì hết. Mày biến ra khỏi đây, tao không muốn nhìn thấy mặt mày ở đây nữa. Biến, đi ra khỏi đây. Đi. Con mất giày này, con nào lấy con này, con mất giày này. Mẹ ơi, con biết lỗi của con rồi. Vợ chồng con có vay xã hội đen một khoản tiền rất lớn. Nếu mà con không có tiền để trả cho chúng nó nhất định sẽ không để cho vợ chồng con được yên đâu. Mẹ với anh chị giúp con nốt lần này thôi ạ. Thế hóa ra là cô giả bệnh để lừa mọi người đấy à? Anh đã nói là nó không đáng tin, mọi người không tin anh à? Em thực sự rất là hối hận rồi. Nhưng mà anh chị giúp em nốt lần này thôi. Sau đó em hứa em sẽ đi làm kiếm tiền trả lại anh chị mà. Mày đang nằm mơ đấy à? Vợ chồng mày cá mè một lứa, ăn chơi trác táng, giờ giả bệnh về để lừa mẹ lừa tao. Mày nghĩ tao giúp đỡ mày được nữa à? Mày cút ngay ra khỏi đây. Mẹ ơi, mẹ nói với anh Minh nốt một lần này thôi, mọi người giúp con với không có chết mất. Nếu như ngày hôm nay tao không nghe thấy câu chuyện mày nói với chồng mày, thì có lẽ anh trai với chị dâu mày phải ra ngoài đường mà ở, rồi phải nai lưng đi làm để lấy tiền trả nợ thay cho vợ chồng mày đấy. Mày có còn lương tâm nữa không hả Linh? Thôi mẹ ạ, dù gì thì cô ấy cũng chả ốm đau gì cả, bỏ qua đi mẹ. Chuyện gì thì mẹ có thể bỏ qua được, nhưng riêng chuyện này thì không. Coi như từ đây tao không có đứa con gái như mày nữa. Mày không nghe thấy mẹ nói gì à? Cút. Trời cao đất dày ơi, con với chả cái, làm sao tôi dám nhìn mặt mũi ai nữa chứ. Thôi mẹ ạ, dù sao thì chúng ta cũng biết chuyện trước khi quá muộn rồi, cũng chưa mất mát gì cả. Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa ạ. Mẹ xin lỗi các con vì đã tin lời nó. Mẹ sai rồi. Thôi mà mẹ, chuyện cũng qua rồi, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, mà nhớ đến sức khỏe đấy ạ. Mẹ cảm ơn các con. Vợ con nói đúng đấy, mẹ không phải tiếc về một người không xứng đáng đâu mẹ ạ. Mẹ cảm ơn con vì con đã nghĩ cho mẹ, nghĩ cho em, nghĩ cho cái gia đình này. Nhưng chỉ tiếc là... Thôi mẹ yên tâm đi, dù có chuyện gì xảy ra ấy thì bọn con vẫn luôn bên mẹ mà. Anh này, anh gọi điện bảo là hủy cái vụ cầm cố đi. Hôm nay ấy, em và anh phải đưa mẹ giải stress chứ. Vợ con nói đúng đấy mẹ ạ, vì nó mà mấy hôm nay gia đình mình xáo trỗi cả lên. Nhưng không sao, con quyết định rồi, hôm nay con mời cả nhà mình đi ăn một bữa. Vợ thấy sao? Em đồng ý. Mẹ nhau. Mày vào đây. Chắc là lần đầu tiên mày đến nhà tao ấy nhỉ? Lần trước mày đám cưới mà lúc ấy tao đang đi du học, tao có về được đâu. Hôm nay sang xem bạn tao sống thế nào. Nhưng mà có vẻ tao lo hơi xa rồi. Nhà cao cửa rộng như thế này lại còn được chồng yêu thương nữa, nhất mày rồi còn gì. Trời ơi, tao còn nhiều cái phải làm quen lắm. Mà có phải mẹ ở với cả mẹ chồng đúng không? Ừ, tại vì anh ấy là con một mà nhà ấy to như thế này á, tao với anh ấy tính là ở chung xong rồi tiện chăm sóc mẹ luôn. Mày là phải cẩn thận mới bảo mẹ chồng vào. Mấy bà ấy không đơn giản những gì mày nghĩ đâu. Cẩn thận sau này tình cảm vợ chồng bị sứt mẻ do chính mấy bà mẹ chồng đấy đấy. Mà mẹ anh Minh thế nào? Có khó tính không? Kể tao nghe đi. Tao thì tao thấy là mẹ chỉ hơi khó tính một tí thôi, chứ mẹ thương tao lắm. Đấy là mới thôi, sau này có xích mích đầy chuyện ra ấy. À, hay là hôm nay mày cho tao gặp mẹ chồng mày đi, tao xem cho. Nếu mà bà có khó tính thật ấy, thì có biết đường mà đối phó chứ.
hay là mày ở lại ăn cơm với nhà tao đi. Với cả cũng lâu lắm mà chưa gặp còn gì nữa. Ok, nhất trí luôn. Ơ, mẹ, anh. Mọi người đi làm về rồi ạ? Đây là... Giới thiệu với mẹ, đây là Tâm, bạn thân của đại học của con ạ. Bạn ấy mới đi du học về mà lâu lắm rồi không gặp nên là con bảo bạn ở lại ăn cơm. Chào cô, em chào anh Minh ạ. Ngại quá, hôm nay cháu xin phép phải ăn trực nhà cô một hôm rồi. Nếu ngại thì cháu có thể về. Ờ kìa mẹ, đây là bạn thân của Diệu mà. Mà lần sau ấy, muốn mời ai ở lại ăn cơm phải báo trước nhá. Vì nhà này không có cái kiểu ai cũng giữ ở lại ăn cơm đâu. Là do cháu vô ý quá, lần sau đến cháu sẽ báo trước ạ. Mà sao có mấy món thế này hả Diệu? Con về đây làm dâu mấy tháng rồi mà con vẫn chậm chạp thế à? Ờ, con chuẩn bị xong hết rồi ạ. Để con sớm bưng theo lên. Để con xuống giúp Diệu ạ. Để con đi xem sao vậy nhá. Thôi không cần. Đi lên phòng rửa tay thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Bếp không phải là nơi dành cho đàn ông con trai. Trời ơi, thế mà mẹ bảo mẹ chồng mày không ghê à? Có mà gớm ơi là gớm ý. Con dâu một bạn đến nhà ăn có một bữa thôi mà xét nét này nọ, khó chịu chết được. Nhà chồng tao gia giáo, hơi nghiêm khắc một tí thôi, chứ tao thấy bình thường mà. Mày làm sao đấy hả Diệu? Mày không thấy thái độ của bà ấy lúc mày bảo tao à? Cái gì mà nếu cháu ngại thì có thể về? Đấy là đuổi khéo tao chứ còn gì nữa. Mà nhá, lúc ăn cơm lại còn không thèm nói câu gì chứ. Ăn xong cứ thế đứng dậy đi thôi. Sống như thế mà mày cũng sống được à? Thì... Thôi, không có thì mà là gì hết. Mày cứ yếu đuối như thế, bà ngồi lên cổ mày cũng đúng thôi. Mày phải mạnh mẽ lên, thi thoảng ấy phải vùng vàng lên chứ. Thế bây giờ tao phải làm gì? Thì mày phải cứng lên. Mày về làm vợ, chứ không phải về làm ô xin đâu. Mày cũng cần phải có những mối quan hệ bên ngoài, có bạn bè chứ. Mà tao nghĩ tốt nhất ý, là mày nên ra ở riêng đi. Nếu mà bà ấy không cho ấy, thì mày phải làm cách nào cho bà ấy khó chịu, cho mày ra ở riêng đi chứ. Chứ cứ như thế này á, có ngày vợ chồng mày sớm ly hôn đấy. Nghiêm trọng thế luôn á? Thế mày chưa nghe chuyện mẹ chồng nàng dâu bao giờ à? Thôi, mày cứ suy nghĩ đi nhá, tao về trước đây. Tâm nó cũng đúng mày. Con mời mẹ uống nước ạ. Con phải chọn bạn mà chơi nhá. Vì không phải ai cũng tốt với mình đâu. Con chơi với cái Tâm từ lâu rồi. Con biết tính nó mà mẹ. Nhưng con về đây làm dâu thì con phải nghe theo lời của mẹ chứ. Lần sau ấy, đừng đưa nó đến đây chơi nữa nhá. Vâng ạ. Lần sau con có mời nó chẳng dám đến đâu ạ. Mẹ, con đã có gia đình rồi đấy. 8 tiếng ở công ty thì thôi, chứ bây giờ lại đem việc về đây nữa. Con không định dành thời gian cho gia đình à? Nếu mà ham việc thế này ấy, thì tốt nhất là ở đấy luôn, đừng có về đây nữa. Ok mẹ, con có một chút công việc chưa làm xong thôi mà. Mẹ làm như thế này mất hết tài liệu của con. Việc, lúc nào cũng việc. Kiếm được nhiều tiền quá. Dịp gì mà gửi? Thế ai gửi? Cái Tâm ý mẹ. Nó gửi về cảm ơn bữa ăn hôm trước. Mẹ, mẹ làm gì đấy hả? Nhìn là biết cái thứ không ra gì rồi. Mà nhà này không dùng cái loại đấy. Không phải ai đưa cái gì, điếu cái gì con cũng cầm. Có khi chẳng tốt đẹp gì mà còn hại vào thân đấy. Mày về làm vợ, chứ không phải về làm ô xin đâu. Mày cũng cần phải có những mối quan hệ bên ngoài, có bạn bè chứ.
Mà tao nghĩ tốt nhất ý, là mày nên ra ở riêng đi. Nếu mà bà ấy không cho ý, thì mày phải làm cách nào cho bà ấy khó chịu, cho mày ra ở riêng đi chứ. Chứ cứ như thế này á, có ngày vợ chồng mày sớm ly hôn đấy. Ừ, tao biết hôm nay học lớp rồi nhưng mà tao không đi được đâu, tao phải ở nhà. Mày định không bạn bè gì nữa à? Tao đã bảo mày rồi, mày phải vùng lên. Không thì mày nấu ăn, cho ít thuốc ngủ vào để mẹ chồng mày ngủ rồi trốn ra đây. Thôi, điên à? Ai làm thế? Để tao xin thử nhá, đi một lúc chắc là vẫn được. Mày phải nghe tao, tao chỉ muốn giúp mày thôi. Ôi, tôi nói cho cô biết nhá, con dâu tôi rất bận, không rảnh để đi chơi với cô. Mẹ, con đang nói chuyện điện thoại với bạn mà. Nhưng mẹ nói với con là không bao giờ được chơi với loại người đấy. Thế con không nghe lời mẹ à? Mẹ ơi, đây là quyền tự do của con. Con chơi với ai là chuyện của con. Mẹ đừng có mà áp đặt con vô lý như thế nữa đi ạ. Nhưng con về làm dâu nhà này mà con lại không nghe mẹ. Sao mẹ cứ áp đặt con phải làm thế này thế kia thế? Con chưa bao giờ cãi lại mẹ cả. Nhưng mà ngày hôm nay con cảm thấy mẹ quá đáng lắm rồi đấy. Con xin phép mẹ, con về nhà ngoại mấy hôm ạ. Em đây à? Làm anh cứ tưởng ai, giật hết cả mình nữa. Tưởng ai là tưởng ai? Mẹ anh thì đang ốm, vợ anh thì đang về nhà ngoại. Nếu mà không phải em thì là ai nữa? Hay là anh có người khác ngoài em đúng không? Đâu có đâu. Mà em làm kế gì hay vậy? Ly gián được cả mẹ anh và vợ anh luôn. Giờ chắc mẹ anh ghét cô ta lắm. Điệu hổ ly sơn thôi chứ có gì đâu. Em nhá, chỉ cần khích cho con vợ anh một câu thôi là nó sẽ vùng vằng bỏ đi. Mà nhá, những người không nghe lời thì ắt mẹ anh sẽ ghét. Em còn lạ gì mẹ của anh nữa. Thôi nào, mai sau em về làm dâu nhà anh nhá. Người khéo léo như em, kiểu gì mẹ anh chả yêu, chả thương mà lo. À, hả? Với cả là hay là trong thời gian này mẹ anh đang bị ốm, không có ai quản lý công ty, anh ký giúp em cái dự án sắp tới đi. Mình lấy vốn đầu tư ngoài, nếu mà dự án ấy thành công ấy thì chắc chắn là mẹ anh sẽ không coi thường anh nữa đâu. Nhưng mà kìa, còn nhưng nhị gì nữa, anh cứ ký đi. Dù sao ấy, anh cũng là quyền giám đốc cơ mà. Nếu bây giờ anh không ký thì anh sẽ vụt mất cơ hội này đấy. Thôi rồi, giấy tờ anh để trên công ty, mai anh ký nhá. Đây, em có mang. Mà sao lại đến đây? Không sợ mẹ anh vợ anh về thì sao? Trời ơi, đến giờ mà anh còn sợ cả. Em thật sự rất muốn nằm ở trên cái giường cưới của con bạn thân em. Rồi tình cảm với cả chồng của nó nữa. Chắc là kích thích lắm đấy nhỉ. Con đi vào đây, con nhìn thấy gì chưa? Con đã tin chưa? Ủa, con không tin tưởng mày. Mày là bạn thân của tao cơ mà. Sao hai người lại ở đây à? Đồ khốn nạn. Tao đến đây để dạy cho mày và con hồ ly này một bài học. Còn mày, mày đừng tưởng có một chút mưu hèn kế bẩn mà đòi chia rẽ được tình cảm mẹ con tao nhá. Không bao giờ. Nếu mày và bác đã biết hết tất cả sự thật thì cháu xin lật bài ngửa luôn. Còn bác gọi cháu là con hồ ly tinh chưa chắc đã đúng đâu ạ. Bởi vì chính nó mới là kẻ thứ ba xem chân cuộc tình này. Bác biết rõ điều đó mà. Cái gì? Hôm nay bác hẹn cháu ra đây là có chuyện gì không ạ? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Kìa bác, sao bác lại nói chuyện với cháu như thể bác cháu mình không thân quen thế? Dù sao thì cháu cũng là bạn thân của con dâu bác. Lại còn là người yêu cũ của anh Minh nữa. Chắc bác không nhận ra cháu đúng không ạ? Thì sao? Cô đừng giở trò với con dâu tôi nữa. Cô dừng ở đây được rồi đấy. Sao bác lại nói với cháu như thế? Nếu con dâu bác là một người ngoan hiền ý, thì chắc chắn cháu nói gì cô ấy cũng sẽ đâu thể nghe được. Mà cũng có thể là do bác tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đấy ạ. Ngày xưa bác chê cháu, bác bảo cháu là một người tâm cơ, không hợp với anh Minh. Thế nên là bác muốn tìm cho anh ấy một cô con dâu ngoan hiền hơn. Nhưng mà ai ngờ lại gặp phải một người ai nói gì cũng nghe nấy. Cô đừng lôi chuyện quá khứ ra đây làm gì. Cô cần bao nhiêu? Cô cần tiền chứ gì? Nói đi, tôi sẽ đưa cho cô. Để cô buông tha thằng Minh và cái rượu ra.
Đây, cô cầm lấy đi. Hạnh phúc gia đình nhà bác chỉ xứng đáng từng này thôi à? Mà thôi, không sao, cháu sẽ nhận. Và cháu sẽ chủ động không liên lạc gặp hai người họ nữa. Nhưng mà nếu hai người họ chủ động gặp cháu ấy, thì cháu không biết đâu. Thôi, cháu xin phép bác. Đúng là cái con hồ ly. Ây dồi, ây dồi, ôi dồi, làm sao thế này vậy? Ôi giời ơi, làm sao lại không nghe máy thế hả Minh? Diệu à, mẹ đây. Mẹ ai ui. Nếu như ngày hôm đó cái Diệu không đến thì tao đã chết từ lâu rồi. Con rắn độc này, tại sao cô làm thế với mẹ tôi? Tôi tưởng là mẹ tôi đã bị đột quỵ, hóa ra là cô giở trò à? Cô nói là cô yêu tôi, cô chia rẽ hạnh phúc gia đình tôi chưa đủ hay sao? Yêu anh á? Anh tưởng tôi còn yêu anh á? Anh là một thằng nhu nhược chỉ biết nghe lời mẹ anh thôi. Anh bảo tôi phải yêu anh như thế nào cơ? Đến quyết định của chính bản thân anh cũng không đưa ra nổi. Hóa ra mày là người yêu cũ của anh Minh à? Mày tiếp cận tao là có lý do, có đúng không? Phải, nhưng đó không phải là tất cả. Từ trước đến giờ mày luôn luôn cướp hết tất cả mọi thứ của tao, từ người yêu, học bổng và tất cả cơ hội của tao nữa. Còn mày thì sao? Luôn luôn là một đứa xinh đẹp giỏi giang trong mắt người khác, còn tao chỉ là một cái bóng đi theo mày thôi. Thế nên tao muốn cho mày hiểu được cảm giác lấy mất tất cả những thứ mà mày thích là như thế nào. Tao chưa bao giờ có ý định lấy hết tất cả của mày. Tao không biết anh Minh là người yêu của mày cơ mà. Thôi con đừng suy nghĩ và đau lòng với cái loại người như thế này. Còn bà nữa, bà luôn khinh thường gia đình tôi không môn đăng hộ đối với gia đình bà. Bà cấm con trai bà yêu tôi. Được rồi, vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ cho bà hiểu cảm giác sự nghiệp của công ty bà bị hủy hoại bởi chính tay con trai bà là như thế nào. Đồ khốn nạn, hóa ra cô lừa tôi à? Tôi cũng lật bài ngửa cho cô biết nhá. Cô tưởng tôi không cảnh giác cô à? Cô coi thường tôi quá đấy. Còn cái loại người như cô ấy, đòi hủy hoại công ty tôi một cách dễ dàng như thế á. Cái bản hợp đồng này thằng Minh nó vừa ký cho cô hôm nay, nhưng tôi đã ký sa thải nó cách đây 3 ngày trước rồi. Cho nên cái đống giấy này chỉ là một đống giấy lộn. Còn cô chuẩn bị ngồi tù vì tội đầu độc và cướp đoạt tài sản của người khác đi là vừa. Không thể như thế được. Còn bây giờ anh chị có thể tự do yêu đương với nhau là được rồi đấy. Tao không cần cái mặt mày. Cái nhà này duy nhất chỉ có một đứa con, đó là cái Diệu. Kìa mẹ ơi, mẹ tha thứ cho con. Con biết lỗi sai của con rồi mẹ ạ. Người mẹ cần phải xin lỗi là cái Diệu đấy. Vợ ơi, vợ cho anh xin lỗi. Anh cũng chỉ nể tình xưa nghĩa cũ. Chỉ anh yêu em mà. Em tha lỗi cho anh lần này nhá. Thôi, hai mẹ con mình đi. Mẹ không muốn nhìn thấy cái lũ rác rưởi này nữa. Có chuyện gì à? Toang rồi vợ ạ. Sao lại toang ạ? Hay là hợp đồng có vấn đề gì? Dù là em không biết về chuyên môn của anh, nhưng mà anh cứ nói thử ra xem, biết đâu em lại giúp được anh cái gì thì sao.
em có bao giờ giúp gì anh được đâu. Dịch bệnh khó khăn, công ty cắt giảm nhân sự, trong đó có cả anh nữa. Giờ thất nghiệp rồi, chắc chết đói mất. Thôi không sao đâu anh ạ. Anh thất nghiệp thì em có thể nuôi anh mà. Gần đây bán hàng online hơi bị được luôn ấy, có đồng ra đồng vào. Thôi, vợ chồng mình cố gắng rồi vượt qua cái thời kỳ này nhá. Bán mấy cái này cũng chẳng được bao nhiêu, chắc đủ tiền ăn, tiền nhà, tiền điện nước thôi. Thì lâu nay cũng một mình em làm thôi, sao mà xuể được. Nhưng mà nhá, bây giờ em có anh rồi, em sẽ nhập thêm hàng này, rồi là nhập thêm nhiều mã hơn. Nhưng mà anh phải nhớ là giúp em nữa đấy nhá. Thôi biết thế đấy ạ, anh đi nghỉ ngơi đây. Anh ấy đang rất buồn và thất vọng về bản thân. Mình phải cố lên, làm chỗ dựa tinh thần cho anh ấy. Diệu, cố lên! Em không dọn dẹp đi à? Để nhà cửa bừa bộn thế này. Sao anh dám biết hàng của em như thế? Hôm nay hàng về nhiều quá, em chưa kịp xếp thôi. À anh này, anh có rảnh không? Lát đi hộ em mấy đơn nhá. Đơn thì nhiều mà ship đi không xuể, khách cứ dục thôi. Này nhá, tôi là chồng cô chứ phải shipper nhá. Cô nghĩ gì mà bảo tôi đi ship? Thì em đang ship hàng không đi được, anh giúp em một tí có làm sao đâu. Này, có phải cô khinh tôi thất nghiệp nên biến tôi thành chân sai bạc đúng không? Em không có ý đấy mà. Có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế? Tính nết càng ngày càng khó chịu thôi. Để mẹ ra mẹ nói cho nó một trận. Thôi mẹ ạ, tâm trạng anh ấy đang không được tốt, chắc là lo phần công việc. Tại con bảo anh ấy làm mấy cái việc không nên cho nên anh mới bực con đấy ạ. Vất vả cho con rồi, con cố gắng lên nhá. Đợi cho nó ổn định, nó sẽ làm cùng với con thì con sẽ đỡ vất vả. Còn trong thời gian này nếu cần gì cứ nói với mẹ một câu nhá. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ ạ. Diệu, con cầm lấy. Sao tự nhiên mẹ đưa tiền cho con ạ? Con tự lo được mà mẹ. Con cầm lấy đi, có đáng là bao. Thời buổi dịch dã khó khăn thế này, mẹ thì có lương hưu rồi, phải để cho mẹ đóng góp với các con tiền điện, tiền ăn nữa chứ. Nhưng mà thôi, con không lấy đâu mẹ ạ. Mẹ bảo cầm lấy là cầm lấy. Này, sao cô lấy tiền của mẹ tôi? Có phải cô khinh tôi không có việc làm nên lấy tiền của mẹ tôi đúng không? Em không có lấy, là mẹ đưa cho em mà. Cô còn cãi à? Lúc tôi đi làm có tiền, đã bao giờ tôi tiếc cô chưa? Giờ tôi xa cơ, cô lấy tiền tức giả của mẹ tôi à? Thôi đi, là mẹ đưa cho nó đấy. Con hành xử như thế à? Con quá đáng lắm rồi đấy nhá Binh nhá. Tại sao mẹ đưa tiền cho cô ta? Thì là mẹ đưa đấy. Một mình cái rượu nó lo toan cho cả cái nhà này. Con đã không thương nó thì thôi, con còn lạnh nhạt còn mắng nhiếc nó nữa à? Mẹ thương nó nên mẹ đưa tiền cho nó đấy, thì sao nào? Còn con muốn mẹ không đưa tiền cho nó nữa, từ mai con làm cùng với nó đi. Hai vợ chồng làm cùng với nhau, đỡ tốn tiền nhân công, lấy công làm lãi. Chứ để một mình nó gồng gánh, nó chịu làm sao nổi. Thôi được rồi, từ mai con sẽ phụ giúp. Thế là hai người hài lòng rồi đúng không? Con ấy mệt quá mẹ ạ. Thôi con ạ, bát đũa trong rổ có lúc xô lúc lệch, vợ chồng không tránh khỏi lúc cãi vã. Có mẹ đây rồi, mẹ hiểu con là được mà. Này, anh nghĩ chỗ này em làm chưa tối ưu hóa. Chỗ vận đơn này còn nhiều điểm chưa ổn lắm. Xem được shipper đi, chứ hàng của mình cũng làng nhàng thôi. Ship này là ship quen của em á. Em làm anh ấy cũng hơn một năm nay rồi. Giá thì có hơi cao một chút thật, nhưng mà tỷ lệ hoàn hàng rất là thấp. Với cả chỗ hàng này em đang nhập thử thôi. Em phải học những doanh nghiệp lớn ấy, họ có dây chuyền đàng hoàng về nhập hàng cũng như xử lý hàng thì mới làm to được chứ. Chứ làm nhàng nhàng thế này mãi kém lắm. Em cũng muốn như thế, nhưng mà em nghĩ thời điểm hiện tại không phải thời điểm thích hợp đâu ạ. Thế marketing thì sao? Em phải đầu tư vào marketing thì mới quảng bá được hình ảnh, chứ định làm nhỏ lẻ mãi à?
Em cũng muốn thế lắm nhưng mà bố năm em định để... Cô khinh tôi à? Sao tôi nói một câu cô cãi một câu thế? Cô đừng quên tôi cũng là trưởng phòng của doanh nghiệp lớn đấy. Những lời tôi chia sẻ với cô là vàng là bạc đấy. Em không có ý đấy. Em tôn trọng quyết định của anh mà. Tôn trọng? Cô bắt tôi ở nhà làm cái shop online bé tí của cô. Tôi cho cô lời khuyên thì cô cãi lại. Đấy là tôn trọng à? Đấy, cô làm thì làm đi. Mẹ với anh vào ăn cơm ạ. Ừ, mẹ vào đây. Thì vào ăn cơm đi con. Con không ăn, con đi có việc đây. Này, thì chuẩn bị đến bữa rồi con đi đâu? Con đi có việc, mẹ kệ con. Việc gì ạ? Không vội thì anh ở lại ăn cơm đã rồi đi. Việc gì là việc của tôi, cô quan tâm làm gì? Thôi con ạ, hai mẹ con mình vào ăn trước đi. Cái thằng này, càng ngày nó càng trái tính trái nết. Để nó về mẹ cho nó một trận. Tiền con để ở trong ngăn kéo không ạ? Tiền nào? Thì con để ở đâu? Con để ở trong ngăn kéo mà bây giờ con tìm không thấy nữa mẹ ạ. Đây là tiền hàng tháng này của con đấy. Bây giờ mà mất thì con không biết phải làm như thế nào nữa. Con vào tìm kỹ lại đi. Vì nhà mình làm gì có ai đến, làm sao mà mất tiền được? Con tìm kỹ rồi ạ. Anh có thấy tiền trong ngăn kéo của em không? Tiền nào? Sao cô lại hỏi tôi? Thì nhà có 3 người. Mẹ em không lấy mà hỏi anh thôi mà. Ơ, cái thằng mất dạy này. Sao mày làm thế? Mày đánh vợ mày thế à? Mẹ không thấy rõ rành rành là nó đổi cho con là ăn cắp à mẹ? Có phải bây giờ con bất tài vô dụng nên là cả nhà chê con, khinh thường con đúng không? Cái rượu nó không có ý đó. Đấy là con tự suy diễn đấy thôi. Cái gì mà suy diễn hả mẹ? Mẹ có biết là ở nhà trước mặt con, trước mặt mẹ là vợ hiền, là dâu thảo. Ra đường thì hui với thằng shipper. Có phải tôi không bằng thằng shipper không? Hả? Anh đừng có mà ghen tuông vớ vẩn nhá. Tôi với shipper chẳng có gì cả. Chỉ là hỏi han nhau một câu xã giao thôi. Mà tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà lấy trong lảng. Tiền của tôi đâu? Tiền của cô á? Tôi nói cho cô biết, ở trong cái nhà này ấy, cái gì của cô cũng là của tôi. Còn tiền của cô ấy, tôi mang đi đầu tư hết à? Vậy em lấy tiền của tôi có đúng không? Trả lại tiền đấy cho tôi, tiền hàng của tôi đấy. Bỏ ra. Tôi nói cho cô biết nhá, nếu mà không có tiền của tôi ấy, thì cô làm gì có tiền mà đầu tư, làm gì có tiền hàng hả? Cái thằng giờ đánh kia, mày không nói được lời tử tế thì mày im mồm vào. Mày lấy tiền của vợ mày, bây giờ mày giả nó đi. Nó còn bao nhiêu việc phải lo đấy. Tiền nào? Tiền có đầu tư hết rồi. Anh đổ tôi cái gì? Anh giúp mày trả lại cho tôi nhanh lên. Tiền này tiền bố mẹ tôi để lại cho tôi đấy. Tôi không đụng vào tiền của anh đâu. Tôi nói cho cô biết đấy. Qua đêm nay tôi đã trở thành đại gia. Cái tiền của cô ấy, tôi giả lại cả vốn lẫn lãi luôn. Không cần phải đòi. Cái thằng trời đánh này, mày làm gì mà có nhiều tiền như thế hả? Mày lô đề cờ bạc đúng không hả Minh? Trời ơi, tại sao mày đổ đốn như thế hả Minh? Thì cũng tại hai người ép con vào đường cùng thôi. Nên em phải chơi quả lớn, được ăn cả, ngã thì về không, có thế thôi. Không được, anh trả tiền lại cho tôi, trả lại tiền cho tôi đi nhanh lên. Tiền nào cái gì? Nói chuyện với hai người bực hết cả mình. Con có làm sao không? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhưng mà con không thể chịu nữa đâu mẹ ạ. Con có thể chấp nhận được nếu như anh ấy khó khăn trong công việc. Con đồng cam cộng khổ được với anh ấy mà. Nhưng con không chấp nhận được một người chồng vũ phu vô lý lại còn khinh thường công sức của con như thế đâu mẹ ạ. Con xin phép mẹ cho con về ngoại ạ. Diệu! Đây, em gửi ạ. Ừ, anh xin. À mà dạo này sao nhìn em mệt mỏi thế? Thiếu ngủ à? À, không sao đâu anh ạ. Dạo này hàng về nhiều nên là em cũng bận. Dần sẽ quen thôi ạ.
Thôi anh đi nhá. Dạ vâng. Tao nói này, mày đừng để vợ mẹ khinh như thế. Phải làm gì ấy đi. Có nhiều tiền thì mày mới làm chủ được cái gia đình này. Tao có cái kèo cá cược ấy nhá. Mày là bạn thân của tao, tao sẽ chỉ cho mày. Nhà có ba người, mẹ em không lấy mà hỏi anh thôi mà. Ô, cái thằng mất dạy này, sao mày làm thế? Mày đánh vợ mày thế à? Alo. Ừ, tao đây. Hôm qua say quá nên làm liều. Ừ, tiền tao đưa mày sao rồi? Liều thì cũng xuống tiền rồi bạn ơi. Thì kết quả thế nào? Chia buồn với bạn. Tôi cứ nghĩ kèo này ăn chắc. Ai dè. Thôi đen thì chịu vậy. Không được. Nhưng mà đây là tiền của vợ tao đây. Cờ bạc thì trách ai bây giờ. Thế nhá. Mẹ, vợ con đâu ạ? Con hỏi làm cái gì? Đây này, cái rượu nó nhờ mẹ đưa cho con cái này. Giấy ly hôn ạ? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con phải yêu thương, phải trân trọng nó. Nhưng con không nghe lời mẹ, con toàn bỏ ngoài tai. Mà mẹ cũng thấy nó vất vả nhiều rồi, đến bây giờ thì mẹ chịu. Còn nếu con muốn nó quay trở lại đây thì con phải tự thân thôi. Ngay ngày mai mẹ sẽ sang bên đó với nó. Nhưng mà mẹ không giúp con đâu nhá. Con đã là thằng đàn ông ý, dám làm, dám chịu. Con suy nghĩ cho kỹ đi nhá. Kìa mẹ! Mẹ! Anh! Không mệt mệt. Mệt cái gì mà mệt? Hôm nay nhá, em giúp anh ký được một hợp đồng to như thế mà anh không định thưởng cho em à? Anh đã bảo là anh mệt rồi, em không nghe cái gì à? Suốt ngày mệt, anh phải đàn ông không đấy? Có mỗi cái việc chiều vợ thôi mà anh không làm được à? Thôi nào, tại vì là công việc mấy ngày hôm nay nên là anh bị stress quá. Để mấy hôm nữa anh bù cho em nhá. Mấy hôm nữa là hôm nào? Anh cần hôm nay cơ. Anh bảo hôm nay không được. Hay là để anh bán cho em mấy triệu, mai em đi shopping nhá. Có mỗi mấy triệu thì mua sắm được bao nhiêu? Em không cần. Anh nhìn sếp anh đấy, bằng tuổi anh mà người ta đã làm sếp từ nhà lớn nhà bé, làm giám đốc cả một công ty. Còn anh thì sao? Vừa không có tiền, đến cái việc chiều vợ cũng không làm được nữa. Anh mà cứ như thế này ấy, có ngày tôi đi theo người khác, đừng có mà trách. Ngọc đấy hả em? Anh ạ, hôm nay em qua là có chút quà. Vì cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ chồng em ạ. Sao anh cải cách sáo thế? Đi vào đây. Nào, từ từ đã. Từ từ cái gì? Thế lúc ở nhà với chồng ấy, em có từ từ như thế này không? Nói thật với anh nhá, em chán lắm. Lấy chồng á, vừa thiếu thốn về kinh tế, lại còn thiếu thốn tình cảm nữa. Chồng em vừa không có tiền, lại còn yếu nữa. Cái thằng này đúng thật là đồ ngốc. Có vợ như thế này mà lại không biết hưởng. Thôi thì tên Phúc mà không biết hưởng, để đấy anh hưởng cho nhá. Yeah.
Mà em gớm thật đấy, dám rủ anh về cả đây. Nhưng ông chồng em về thì sao? Em tính cả rồi. Lão chồng nhà em ấy đi gặp đối tác ở tận Long Biên cơ, cẩn lâu mới về. Nhưng mà có về thì phải một tiếng nữa. À, anh bảo này, mà anh cảm ơn em vụ lần trước nhé. Nhờ của em tác động mà ông chồng của em đã ký cho anh cái bản hợp đồng đó. Sau vụ lần này mình sẽ kiếm được một mẻ, tìm chỗ nào mới anh với em đổi gió tí nhé. Nhớ. Ui, chết rồi. Em có hẹn với bạn là 30 phút nữa đi mua sắm. Thôi, em sẽ tắm cái đã. Thế nhá. Yêu anh. Ngọc, anh có chuyện muốn nói với em đây. Cái áo tuần trước anh mua cho em để đâu rồi? Áo nào? Cái áo ngực màu trắng mà thứ ba tuần trước anh mua tặng em để đâu rồi? Bình thường anh có thèm động đến người em đâu mà tự dưng anh hỏi quan tâm chuyện quần áo làm gì? Đừng vòng vo nó, trả lời đi. Thì em có biết bao nhiêu là quần áo để đâu làm sao mà biết được? Có phải là cái áo này không? Rồi còn hỏi tôi nữa à? Anh bị ngớ ngẩn à? Tại sao cái áo này lại ở trong nhà lão Sang, sếp của tôi? Cô giải thích đi. Có phải là cô cặp kè với lão ấy? Cô đến nhà lão ta để ngủ với lão ta đúng không? Cô mau giải thích đi. Trả lời tôi đi. Bỏ ra. Đúng đấy thì sao? Anh làm gì tôi? Cô khốn nạn. Câm mồm. Anh lấy cái tư cách gì mà anh chửi tôi? Chẳng phải là anh cũng định dâng vợ mình cho sếp anh làm gì nữa? Em mời anh uống nước ạ. Ừ. Sếp ơi, sếp chờ em một chút để em xuống dưới lấy cái tập tài liệu mà trước sếp bảo ạ. À, em ở đây nhớ chăm sóc sếp anh thật kỹ nhá. Anh xuống dưới anh lên ngay. Vâng, anh đi đi ạ. Em xin phép ạ. Dạ, em mời anh uống nước ạ. Ủa, thôi chết rồi, em sơ ý quá. Để em lau cho anh nhá. Anh có lạnh không ạ? Anh không lạnh. Anh còn đang cảm thấy trong này nóng quá đây này. Mà từ góc độ này anh mới thấy em đẹp thật đấy. Cậu Phúc quả là may mắn khi lấy được một người vợ như em đấy. Sếp ạ. Em đã có đầy đủ giấy tờ rồi ạ. Sếp ký hộ em. Được. Nhiệt tình như cậu Phúc đấy, đi làm mà còn dẫn theo cả vợ. Thế nên hôm nay tôi sẽ duyệt chi khoản này cho cậu. Em cảm ơn sếp ạ. Em nhất định sẽ không phụ lòng sếp đâu ạ. Xong việc rồi thì hai vợ chồng về trước đi. À mà này, nếu như có gì mà tôi không hiểu ấy thì nửa đêm hai vợ chồng đang ngủ tôi cũng phải gọi điện làm phiền đấy nhá. Dạ vâng ạ. Thế xin phép sếp hai vợ chồng em về trước ạ. Em về nhá. Sao? Đúng quá à? Cái loại như anh ấy, vừa nghèo vừa hèn, yếu nữa. Câm mồm! Tôi không cầm đấy! Anh làm gì được tôi? Vừa bất tài vừa vô dụng. Anh ấy chỉ xứng xích xét cho anh Sang thôi. Cô! Sao? Anh ấy đánh tôi á? Đánh đi! Đánh đi này! Tôi thách anh đấy!
đằng nào thì cũng thế rồi. Chúng ta ly hôn đi, tôi và anh Sang sẽ đến với nhau. Chúng tôi sẽ sống sung sướng hạnh phúc bên nhau đến già. Anh rõ chưa? Được. Ly hôn thì ly hôn, tôi cũng không muốn chung sống với một ả đàn bà lăng loàn như cô nữa. Cút, mau cút đi cho khuất mắt tôi. Cút, cút. Anh, em báo cho anh một tin nhá, là em và anh ta chấm dứt rồi đấy. Thế là từ nay chúng mình chính thức được ở bên nhau full time, không phải lo sợ gì nữa. Cô nói cái gì cơ? Thì ý em là em ly hôn rồi. Anh đấy, anh cũng nhanh chóng về nhà làm thủ tục ly hôn với con vợ già của anh đi. Là từ nay về sau chúng mình sẽ được ở bên nhau đi khắp thế gian. Cô bị điên à? Cô nghĩ tôi mà thèm sống với cả cái loại cô á? Anh Sang, anh nói gì đấy? Ly hôn ấy là chuyện của cô, không hề liên quan đến tôi. Từ trước đến nay ấy, tôi chỉ coi cô là một món đồ chơi. Tôi chơi xong chán, tôi bỏ, tôi vứt đi, tôi mua món đồ chơi khác. Chứ cô nghĩ sao mà tôi lại bỏ vợ để đi theo một ả đàn bà lăng loàng, phản bội chồng, gạ tình gạ tiền người khác như cô chứ? Anh, nó đốn mặt. Chửi người đấy, cũng là chửi mình đấy. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không ấy, tôi sẽ làm cho cô nhục mặt ê chề, có biết không? Anh Sang! Khốn kiếp, loại chết tiệt. Mày là lá chay bao mà mày dám bày trò tống tiền bà. Mày có tin ý, là tao cho mày mất xác luôn không? Biến cho khuất mắt tao. Là anh à? Chồng, anh đi đâu đấy? Vợ. À, anh đi gặp đối tác chút. Em đi đâu đấy? À, em cũng đi xử lý tí việc cái mà. Thế thôi, vợ chồng mình đi mua sắm đi. Đi. Anh. Cô thấy chưa? Kết cục của kẻ phản bội đấy. Thì sao? Còn hơn cái loại anh. Cái gì? Cô mới là người phải xem lại đấy. Nhục ngã chưa? Đồ hám tình. Anh thì sao? Đồ hám tiền.